Tiếp nối thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Đồng Tháp và Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel, chiều nay Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa đã có buổi làm việc với đoàn công tác Viettel về các nền tảng nhằm nâng cao chính quyền điện tử giai đoạn mới. Phía Viettel đã giới thiệu đến tỉnh các công nghệ mới nổi trội của đơn vị như trung tâm điều hành thông minh thế hệ mới, có thể quản lý thông tin toàn diện, phân tích thông tin, đưa ra khuyến nghị, nền tảng quản lý và giám sát thông tin địa lý trên môi trường số, có thể đưa ra các bản sao giả lập để thử nghiệm, từ đó tối ưu trong đời thực. Phần mềm công dân số có thể tăng tính tương tác với người dân, lồng ghép các tiện ích, giá trị tích hợp. Và cuối cùng là giải pháp đảm bảo an toàn thông tin. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tin tưởng vào thế mạnh phát triển hạ tầng số, công nghệ cũng như độ an toàn thông tin phía Viettel. Đồng Tháp sẵn sàng hợp tác với đơn vị về những lĩnh vực cả hai cùng quan tâm để tạo sức bật mới. Trước mắt là về chính quyền số, sau đó tiếp tục mở rộng sang các lĩnh vực kinh tế số và xã hội số. Nội dung cụ thể sẽ được triển khai đúng theo nhu cầu thực tế do các địa phương, sở ngành đề xuất.